Hello, Kim Thủy xin mến chào chú và anh chị. Kim Thủy không phải là em gái miền Tây, Kim Thủy sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Kim Thủy chia sẻ nhà rõ ràng từng chi tiết, chắc cô chú và anh chị đã tham khảo nhà đẹp bên Kim Thủy trong thời gian qua. Vâng, nhà đẹp Kim Thủy bắt đầu từ cái số 0 người đăng ký và đến nay đã đạt nút bạc rồi. Đây là cái nỗ lực hết mình từ kênh nhà đẹp Kim Thủy. Cô chú và anh chị đã đặt lòng tin ở Kim Thủy, chắc chắn mình sẽ rất là hài lòng về cách tư vấn rõ ràng và review chân thực nhất. Và với căn nhà này, một cái mức giá bất ngờ giảm gần đến 1 tỷ so với thời điểm trước luôn ạ. Vâng, giá nào Kim Thủy giảm điều báo cập nhật lại ngay, vì để cho cô chú và anh chị mình nắm được cái giá tốt hơn. Và đã làm việc với Kim Thủy, cô chú và anh chị khỏi lo về giá, vì giá bên Kim Thủy, bên trực tiếp anh em xây dựng và với bản thân là bên xây dựng nhà nữa, nên giá là giá tốt nhất và rẻ hơn so với thị trường luôn. Với cái mẫu nhà này nằm trong khu đô thị 5 sao 2, mặt tiền đường Đinh Đức Thiện là một trong cái hướng mà cô chú và anh chị đi quốc lộ 1A, chợ Bình Chánh vào đường Đinh Đức Thiện, nơi ở đông dân cư và tiện ích không thiếu gì hết. Và khu đô thị này là một trong những cái khu VIP nhất ở khu vực này luôn rồi. Với tầm giá tiền này, cô chú và anh chị có nhiều sự lựa chọn đó. Nhưng mà với căn nhà hôm nay đã trong một khu dân cư ở rất là đáng sống rồi, thêm một cái mức giá bằng những cái lô đất mà xây dựng lên á, nhiều khi mình cộng tiền giá vật tư xây dựng vô miếng đất đó, căn nhà này còn giá rẻ hơn nữa, vì cần thu hồi vốn rất là gấp để xoay tiền trả nợ tiền vốn ngân hàng. Vì cô chú và anh chị ơi, với căn nhà nào giảm thì cô chú và anh chị mình có một mẫu nhà vừa giá tốt như thế này nè, thì có một căn ở trong khu đô thị nằm này thôi á, với cái căn nhà 5x20m lận, một trệt 2 lầu đến 4 phòng ngủ, có sân thượng trước sau. Và những căn phòng ngủ thiết kế hiện đại và sang trọng, có phòng vệ sinh khép kín trong phòng ngủ tiện ích. Nhà thì ở đây khu dân cư rộng lắm, thoáng lắm, dân cư thì ở đông hết rồi. Và mẫu nhà thì xây theo kiểu mẫu, và đường thì đường nhựa đến nơi cô chú và anh chị ơi. Với cái mẫu nhà này có thiết kế và sân trước và sân sau, mẫu nhà hướng nam nữa. Khi anh bước vào nhà có một cái lớp cửa cổng rất là chắc chắn, an toàn. Có hai lớp cửa cuốn và lớp cửa nhôm sifa, cánh cửa chính và cánh cửa nhỏ bước bên hông. Đó, mình đi vào lối đi nào cũng được. Đó, cửa này mình tiện hơn nè, mình có thể đóng cửa này, mình sợ mà bụi bặm vào nhà nè, hoặc là mình ở nhà mình cần an toàn an tư thì với mỗi nhà này rất là thích. Khu này chốt bảo vệ 24/24, cô chú và anh chị đã có nơi ở yên bình, vừa là cái nơi ở rất là đẳng cấp, đi chợ cũng gần và gần những cái tiện ích xung quanh. Với trang hoàng cho căn nhà của mình, phòng khách sang từng chi tiết, ốp vách PVC giả đá bên kia và bên đây, và bộ ghế gỗ này, đây là cái lọc tri ân mà ngôi nhà này tặng cho chú và anh chị luôn đó ạ. Rất là hợp luôn, đặt vào khoảng không gian phòng khách này làm cho căn nhà mình sang trọng hơn. Trần được vượt cấp rất là sang nữa. Tủ cầu thang cũng có chỉnh chu rồi. Ngang 5x20m là một diện tích rất là đẹp trong khu đô thị này này. Cô chú và anh chị mình, nếu mình đã biết hướng đường Đinh Đức Thiện, mình đã theo dõi nhà kênh của Kim Thủy rồi, chắc chắn nghe cái mức giá này cô chú và anh chị sẽ rất là hài lòng và có trong tay trên dưới 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi. Cô chú và anh chị ơi, mình nhận ngôi nhà này, mình trả góp thêm nữa là có một căn nhà thật sự rất là đáng luôn. Vì tiền nào của đó, thực sự như vậy, có nhà bên Kim Thủy giá nào cũng có dưới 1 tỷ vài trăm triệu. Hiện tại Kim Thủy còn hơn 300 nè, hơn 400 dành cho cô chú và anh chị đang có mức thu nhập thấp. Còn những căn nhà sổ hồng riêng giá từ hơn 1 tỷ, hơn 2 tỷ, hơn 3 tỷ. Cô chú và anh chị ơi, tài chính như thế nào, nhà đẹp Kim Thủy rõ từng chi tiết hết rồi. Xem đúng nhà đúng giá để mình đi xem nhà, mình đỡ mất thời gian cho mình. Và với cách tư vấn review chân thật nhất, cô chú và anh chị mình có thắc mắc gì thêm, vui lòng để lại tin nhắn cho Kim Thủy nha. Và gọi Kim Thủy theo số hotline mà trên màn hình đó ạ. Và với khoảng không gian phòng bếp, tủ bếp trên dưới nè, rất là đẹp và sang. Tặng cho mình thêm một cái bộ ghế bàn ăn 6 ghế bằng gỗ luôn, rất là đẳng cấp. Và tủ cầu thang cũng có dưới đây luôn rồi, đèn thắp sáng lung linh. Tủ thì mình có thể tủ để tủ rượu, tủ chén nè, là ngôi nhà mình khi mình bước vào từng chi tiết mình sẽ rất là hài lòng. Và căn phòng vệ sinh dưới từng trệt phòng đây thì rộng rãi thoáng. Nếu mà cô chú và anh chị mình sở hữu một cái lô đất trong khu thị năm sau này, giá cũng trên dưới 3 tỷ rồi. Đây là cái thời điểm mà giá đang rẻ, lúc trước còn hơn 3 tỷ nữa. Thêm một cái khoảng sân sau, cô chú và anh chị ơi, như lối thoát hiểm của nhà mình vậy á. Và đón ánh sáng, đón gió vào khu vực này, tận dụng mình phơi đồ cũng rất là riêng tư. Nhưng có nơi mà mình để máy giặt là trên lầu của nhà mình, rất là tiện, nếu mình có thuận tiện phơi đồ trên đó cũng được. Và với ở đây yên bình, mát mẻ,
đảm bảo an ninh tuyệt đối nha cô chú và anh chị. Mình khi mà mình đến xem á, thật sự mình nơi ở, mình ở lâu dài á, thì nơi đó tất nhiên phải đầy đủ tiện ích rồi, chợ nè, trường học các cấp, bệnh viện đều có hết. Và khu đô thị năm sao 2 thì đây là năm sao 2 thì với xây kiểu mẫu nên mình nhà mình thiết kế đến 2 lầu và có sân thượng trước sau nữa. Đây nhà mình có thiết kế cầu thang đi lên nè, hai cái trụ cột đều khắc rất là lớn, chắc chắn đảm bảo cho người nhà này đó. Bản cầu thang đi lên cũng rộng nữa. Và kính thầy xin mời cô chú và anh chị mình tham quan 4 căn phòng ngủ đều có phòng vệ sinh khép kín nha. Lầu 1, căn phòng ngủ đầu tiên hướng ra ngoài mặt diện chính á, thì nhà ở đây á, cửa thông thoáng mát mẻ hết luôn. Phòng thì rộng rãi, tha hồ mình setup nội thất nè. Trần được đúc kiên cố và chắc chắn, phòng vệ sinh trong phòng ngủ. Với căn nhà này bàn giao nhà trống, cô chú và anh chị ơi, nếu mà nhà mình lắp nội thất vô thì ngôi nhà mình trang hoàng sang hơn nữa đó hả. Đây có một cái vách kính tắm không bị dân nước ra ngoài rồi. Và căn phòng ngủ ở trên đây, căn phòng ngủ nào cũng rộng hết. Với căn phòng ngủ thứ hai đều có những cái cánh cửa sổ trổ ra sân sau nè, có dây đồng chỉnh chu hết nè. Phòng vệ sinh trong phòng ngủ tiện ích nữa. Cô chú và anh chị đã có một cái mẫu nhà thật sự, nên nhà mình nhiều thành viên nè, hoặc là gia đình nhỏ của mình mà muốn ở riêng tư á, thì những căn nhà này thích hợp cho mình lắm đó ạ. Nếu mà mình tìm nhà trung tâm á thì giá thì cô chú và anh chị cũng đã rõ rồi đó, trung tâm thì đâu có rẻ đâu, mà nhà rộng thì càng không có rẻ hơn nữa. Với căn nhà này vừa rộng nè, giá phải chăng nè, và cô chú và anh chị sẽ sớm chọn được căn nhà trên kênh Nhà Đẹp Kim Thủy thôi, vì với cách tư vấn rõ ràng cô chú và anh chị sẽ yên tâm. Chị đã lên tới lầu 2 rồi, nhà mình có thiết kế giếng trời nên đón ánh sáng tràn ngập vào ngôi nhà của mình. Căn phòng ngủ thứ ba, căn này có lợi hơn nữa là cái view mà hướng ra ngoài ban công trước, mình có thể mở cánh cửa này ra nè. Với cánh cửa này mở ra, mình sẽ nhìn ngắm xung quanh khu vực của mình nè, nhà rất là đẹp luôn. Mẫu nhà này cô chú và anh chị ơi, mình sẽ rất là hài lòng vì đây là một cái dự án được nhà nước phê duyệt rất là bài bản, nên chắc chắn mình ở trong khu này ở ổn định lâu dài rồi, không có quy hoạch đảm bảo cho mình nơi ở rất là bình yên. Và với căn phòng ngủ thứ tư rộng rãi thông thoáng thế này, phòng vệ sinh trong phòng ngủ tiện ích nữa. Và nhà mình có cái điểm đặc biệt là còn thêm cái trên lầu 3 nữa, vì nhà mình là có trên đó là có phòng thờ nè và có sân thượng trước sau nè. Với ngôi nhà rộng rãi, cô chú và anh chị cầm cái sổ hồng trong tay, nếu mà mình thanh toán bằng tiền mặt sẽ có cái bớt lọc nhanh hơn, tốt hơn nữa. Và nếu mà mình thanh toán hỗ trợ trả góp qua ngân hàng, cô chú và anh chị yên tâm sẽ có mức vay tối đa nhất. Cô chú và anh chị yên tâm sẽ có ngân hàng hỗ trợ hết mình. Và với căn phòng thờ, nhà mình tới 4 phòng ngủ, một phòng thờ riêng biệt, rất là tiện và nơi cao ráo và thoáng đẹp nhất. Wow, nhìn xa xăm, trên đây thì nhìn được bao quát hết khu vực của nhà mình tiện hơn nè. Mình có thiết kế trồng cây ở khu vực này cũng được nè, có bồn cây dưới đây nữa nè. Nhà thì cao tầng không luôn, cô chú và anh chị thấy nơi ở rất là thích luôn. Kim Thủy thấy nhà hàng xóm nè, có trồng cây rất là nhiều nè. Mình có thể làm mấy che giống như căn nhà bên đây á, mình treo dây lan rồi lên rất là đẹp luôn. Và để thêm bộ bàn ghế đá thư giãn cuối tuần cuối ngày ở khu vực này. Và còn một cái ban công sau nữa. Đây, nơi mà cô chú và anh chị ơi, một mẫu nhà thì nhiều khi mình cần một lầu thôi, 4 phòng ngủ cũng được rồi. Nhưng mà với trong khu đô thị năm sao á, thì xây theo kiểu mẫu, nên cô chú và anh chị mình muốn nơi ở đẳng cấp mà đường xá rộng rãi và an toàn, an ninh á, và với một cái mức giá rẻ hơn so với thị trường rất là nhiều, thì cái mẫu nhà này cô chú và anh chị đừng bỏ qua nha, thật sự rất là tiếc luôn. Và cái lối đi lên thăm bồn nước, và nhà mình có dàn nước nóng năng lượng mặt trời trên đó luôn rồi. Và với khoảng sân thượng sau này nè, mình có thể tận dụng trồng cây xanh. Cây xanh nó tạo điểm mát cho căn nhà của mình và thoáng hơn, mát hơn, thích hơn. Và với căn nhà này đã chỉnh chu từng chi tiết rồi, chỉ còn chưa trọn vẹn lắm, đó là còn thiếu chủ nhân cho căn nhà đẹp này. Kim Thủy mến chúc cô chú và anh chị sớm có duyên để sở hữu những căn nhà bên Kim Thủy nha. Cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều đã tham quan Nhà Đẹp bên Kim Thủy mỗi ngày. Vâng, nhà bên Kim Thủy cập nhật thường xuyên, giá nào cũng có, cho mình có nhiều sự lựa chọn. Và với cách tư vấn review rõ ràng, và với trang phục Kim Thủy cũng đa phong cách, vì Kim Thủy muốn truyền những cái cảm hứng cũng như với cách
làm việc đa dạng của bên Kim Thủy, cô chú và anh chị. Một khi mà đăng ký kênh bên Kim Thủy, mình sẽ sớm chọn cho mình những căn nhà phù hợp nhất. Và đây, với căn nhà trong khu đô thị 5 sao 2 mặt tiền đường Đinh Đức Thiện, là một trong những khu VIP nhất ở khu này luôn cô chú và anh chị. Mình đến xem mình sẽ rất là hài lòng về nơi ở, an ninh tuyệt đối và đường nhựa thông thoáng. Với căn nhà ngang 5 và dài 20m hôm nay, một trệt đến 3 lầu lượng 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh, có một phòng thờ riêng biệt và có sân thượng trước, sân thượng sau, mỗi nhà hướng nam. Với căn nhà này cô chú và anh chị ơi, với giá tổng không phát sinh và giá này đã giảm so với thời điểm trước rất là tốt luôn. Hiếm khi những căn nhà mà giảm gần 1 tỷ, đây là sự thật của chú và anh chị. Vì cần thu hồi vốn rất là gấp, lỗ cũng chịu luôn. Đúng giá 4 tỷ 500 triệu không phát sinh. Chỉ cần có trong tay, cô chú và anh chị có từ 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi. Tùy vào mình có nhu cầu vay vốn nhiều hay không, thì khu này mình vay được giá trị rất là cao luôn. Và cô chú và anh chị mình nhìn ngắm xung quanh khu vực nhà mình, đông dân cư và tiện ích luôn. Nhà rất là đẹp và sang. Kính thỉ mến chúc cô chú và anh chị nhiều sức khỏe và sớm có nhà như ý. Nhà đẹp nhất là nơi quay về, miễn trong thành viên của mình yêu thương nè, công việc luôn thuận lợi nè. Nên cô chú và anh chị ơi, mình nếu mà mình tài chính mình chưa có đủ, cô chú và anh chị có thể tham khảo thêm những công trình nhà giá rẻ bên Kim Thủy, để sau này mình có điều kiện mình đổi căn nhà lớn hơn. Và chắc chắn sẽ nghĩ đến ngay nhà đẹp Kim Thủy sẽ hỗ trợ hết mình